cũng sẽ lên sân khấu để trao quà cũng như chụp một tấm hình lưu niệm cùng với các cụ. Xin trân trọng kính mời. Dạ, xin được xướng tên 6 cụ còn lại. Đó là cụ Lạc Đình Sò, cụ Nguyễn Thị Mỹ Nhung, cụ Nguyễn Thế Minh, cụ Khổng Chiêu Lư, cụ Ngô Bảo Khang và cụ Lê Mai Lân. Người nhà của 6 cụ còn lại sẽ liên hệ với ban tổ chức để thực hiện việc nhận quà sau chương trình ngày hôm nay. Xin được chào, cảm ơn ạ. Chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Xin chúc cho các cụ sẽ có thật nhiều sức khỏe, con cháu hiếu thảo. Và năm sau thì sẽ được gặp lại các cụ trong chương trình họp mặt hội đồng hương. Dạ, xin mời ban tổ chức sẽ hỗ trợ được các cụ di chuyển xuống sân khấu. Vâng, ở đây cũng có màn hình sân khấu chính đằng sau chương trình này ạ. Cho nên là chương trình của chúng ta sẽ còn hơi dài một chút, cho nên là lát nữa sau khi phần nghi thức lễ kết thúc thì gia đình nào muốn chụp hình cùng với các cụ trên sân khấu hoặc là ngày hôm nay thì sẽ thực hiện sau ạ. Xin chào, cảm ơn. Lại nếu đây này chắc phải đến 2-3 giờ nhỉ. Kính thưa quý vị khách quý, văn nghệ nhiều. Bắc Ninh không chỉ được biết đến là mảnh đất với truyền thống văn hóa lâu đời, mà còn là vùng đất địa linh nhân kiệt với một giỏ ông đồ, một tô ông công, một đồng ông hề, một bè tiến sĩ, một binh trạng nguyên, một thuyền bạc nhãn. Và phát huy truyền thống hiếu học của quê hương Kinh Bắc, thế hệ trẻ hôm nay cũng trở thành niềm tự hào của quê hương đất nước khi sinh sống ở mảnh đất Việt Nam. Và ngay sau đây, chúng tôi xin trân trọng được xướng tên và mời các em có tên sau sẽ lên sân khấu để nhận phần thưởng. Phần thưởng đầu tiên đó là mời em Phạm Ngọc Hân, trường tiểu học Tân Hương, quận Tân Phú, đặt giải khuyến khích đấu trường VOEDU Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2022-2023. Chào bạn Linh nhá. Ban tổ chức kính mời em Nguyễn Văn Quang Duy, là học sinh trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu, quận Bình Thạnh, đạt giải nhì môn vật lý lớp 12 và đạt thành tích học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2022-2023. Xin trọng kính mời hai em cùng lên sân khấu. Và phần phát thưởng liên tục cùng với phần này đó là phần trao thưởng cho em Tạ Uyên Diệu Linh, học sinh trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, phường Thạnh Lộc, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, cũng cùng lên sân khấu để trao thưởng trong phần này. Em Diệu Linh có sự cố gắng trong học tập và cũng nhận được sự ủng hộ và trao thưởng từ hội đồng hương chúng ta. Dạ, chúng tôi xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Sơn, là phó chủ tịch hội đồng hương tỉnh Bắc Ninh, cùng ông Đinh Giang Thế là ủy viên ban chấp hành hội đồng hương tỉnh Bắc Ninh sẽ cùng lên sân khấu để trao những phần quà ý nghĩa dành cho ba em ngày hôm nay. Trong danh sách trao thưởng các em học sinh đạt thành tích của hội đồng hương năm 2023 thì còn thêm 3 em nữa, nhưng vì lý do cá nhân nên các em sẽ nhận phần quà sau chương trình ngày hôm nay. Nhờ người nhà sẽ liên hệ với ban tổ chức. Để cô Hưng đi một vòng nhá. Đi một vòng nhận người quen nhá. Đây. Chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật chào anh Trọng Hồng, có nhớ ra ai đây không? Đội mình đây này. Rồi, đây là một chỗ. Xin trân trọng cảm ơn cô, cảm ơn bác, cảm ơn bay. Đây, Bắc Sông Cầu. Ban tổ chức của chúng tôi sẽ xin được xướng tên các em học sinh đạt thành tích. Và người nhà sẽ nhận sau chương trình này đó là em Dương Thị Yến Huy, trường Cao đẳng Công Thương. Em Lê Quang Dũng, trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Ô, cô yêu, chào cô yêu.
Hôm nay toàn gặp người quen thôi cả nhà ơi. Đây là chủ tịch Nguyễn Thanh, câu lạc bộ tình quê hương. Chị Hai Hà Thanh live show chạy khắp nơi. Đây là anh Trương Kiên, sau đây chủ nhiệm giao duyên Vũng Tàu. Cháu xin mời bác Bùi Xuân Phu là chủ tịch hội đồng hương Bắc Ninh thành phố Ninh Bình sẽ lên sân khấu để phát biểu bế mạc phần lễ trong ngày hôm nay. Xin trân trọng kính chào chị Trần Dung nhá. Đây gặp chủ tịch chưa? Rồi, xin phép con đi một vòng nhá, đi một vòng. Chào anh Trọng Hậu. Đây, để ra khu vực trung tâm. Đây, gặp bác Trọng Hải nha. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các cô. Đây là khu vực lãnh đạo, khu vực lãnh đạo. Thay mặt ban chấp hành hội đồng hương Bắc Ninh tại thành phố Hồ Chí Minh, tôi trân trọng cảm ơn đoàn đại biểu, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc. Đây là khu vực khách mời tham dự buổi gặp mặt đầu xuân bà con Bắc Ninh. Tôi xin phép thay mặt bà con tỉnh Bắc Ninh, qua đây là quê hương cao đức của chúng ta đây, Quốc Tuấn chuyển lời đến tất cả quê hương cao đức, các thành viên của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Bắc Ninh và hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh năm bình thiện, mạnh khỏe, hạnh phúc. Lãnh đạo nhân dân tỉnh Bắc Ninh đoàn kết thực hiện thắng lợi rất là đông mọi người. Đây ngoài sảnh này là đã sử dụng hết rồi. Đồng chí Vương Quốc Tuấn báo cáo cho bà con tỉnh Bắc Ninh tại phía Nam về hoàn cảnh hoạt động của bà con Bắc Ninh ở tỉnh nhà. Rồi, xin chào mọi người nhé. Tất cả các đợi em tí chuẩn bị để hát. Phát biểu.